về làm gì mà la âm sùm ở đây vậy hả? Năm nhẹp đâu? Năm nhẹp làm cái gì? Tao hỏi mày lần cuối cùng, năm nhẹp đâu rồi? Năm nhẹp đâu? Ở trọng á. Vô. Ngoại đẹp, ngoại nương chân tha cho tụi con đi ngoại. Buông ra mày. Thằng tóc đuôi ngựa này là thằng nào? Dạ, gà của con. Gà của mày? Trời đánh tránh bữa ăn, tao đang ăn cơm muốn vô quậy tao hả? Mày đụng tới năm nhẹp là mày chèm bẹp cái mày. Tao nói cho tụi bay biết, tao hiền nhưng đừng chọc tao điên. Nghe chưa mày? Nghe chưa? Vô tay. Hay quá rồi ơi.